Wow, chín quất trời, ngọt, đẹp rồi. Luộc này vừa đấy. Bây giờ chúng ta sẽ ăn thử, để em ăn thử thế nào, bỏ chưa? Chắc phải chấm muối nhỉ. Cắt miêu cắt tượng. Ngon lắm anh ơi, trời. Ăn quả này no quá, không ăn cơm. Này, trứng vàng này. Đóng chín vàng luôn. Ăn thử nào anh. Thử ui, đi lòng đỏ ăn ngon cực. Cái này phải 4 người ăn. Ồ, trong này chín vừa đẹp này, ai luộc trình độ hết nhỉ? Cái này là mình luộc 1 tiếng 40 phút nhé. Ai thích lông đào có thể luộc 1 tiếng 30 phút. Phải 1 tiếng lông đào thôi. Tiếng sợi đào quả. Khỏi, cắt vịt ra đi ăn rồi ăn ngon quá. Ui, thèm đấy.